Máy xem là một trò chơi may rủi thú vị, đã được yêu thích trên toàn thế giới trong nhiều năm qua. Nhiều người chơi tham gia với mong muốn giành chiến thắng, nhưng ít ai biết rằng trước đây đã có những người đã vượt qua được thử thách đó. Câu chuyện mà chúng ta muốn kể hôm nay xảy ra vào thập niên 90, khi một người chơi tên là Elmer Sherwin đã giành được chiến thắng lớn tại Las Vegas. Ông đã chơi trên máy sảnh Megabucks và chiến thắng một khoản tiền lên tới 4,6 triệu đô la, một số tiền rất lớn đối với thời điểm đó. Tuy nhiên, Elmer Sherwin lại không nỡ tiêu hết số tiền đó mà quyết định đóng góp phần lớn vào từ thiện. Ông trao tặng hơn 2 triệu đô la cho một tổ chức từ thiện tại Las Vegas và giúp đỡ nhiều người khó khăn. Vào năm 2005, Elmer Sherwin đã quay trở lại sòng bạc và chơi trên máy sảnh Megabucks một lần nữa. Lần này, ông đã giành được chiến thắng lớn hơn nhiều với khoản tiền lên đến 21 triệu đô la. Một lần nữa, ông quyết định đóng góp phần lớn số tiền này cho từ thiện. Câu chuyện của Elmer Sherwin thật đáng ngưỡng mộ. Ông đã không chỉ giành chiến thắng trong trò chơi máy xem, mà còn sử dụng số tiền đó để giúp đỡ người khác. Có lẽ đó là một lý do nữa để chúng ta yêu thích trò chơi máy xem với mong muốn giành chiến thắng và giúp đỡ người khác. Tuy nhiên, khi chơi máy xem, hãy luôn nhớ rằng đó là một trò chơi may rủi, không có chiến lược hoặc kỹ thuật đảm bảo chiến thắng. Hãy đặt giới hạn và không đặt quá nhiều kỳ vọng để tránh mất tiền hoặc thua cuộc. Chơi máy xem với trách nhiệm và kiểm soát, và đừng quên tận hưởng niềm vui khi chơi trò chơi. Bạn có bao giờ ngồi trước một chiếc máy xem và cảm thấy bất lực khi những biểu tượng quay mãi mà không thể trùng khớp với nhau? Hay bạn đã từng đánh mất một khoản tiền lớn chỉ vì chót đặt cược vào những biểu tượng không đúng? Hãy để tôi kể cho bạn câu chuyện của Thánh Xem, một tay chơi xem nổi tiếng tại Việt Nam, người đã trải qua vô số thất bại và cả thắng lợi trên những chiếc máy xèng. Với tài năng và sự cố gắng, Thánh Xèng đã trở thành một trong những tay chơi xèng xuất sắc nhất tại Việt Nam. Anh ta đã tìm hiểu kỹ càng về các biểu tượng và tỷ lệ thanh toán trên từng chiếc máy xèng và luôn cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đặt cược. Nhưng không phải lúc nào Thánh Xèng cũng thắng cuộc. Anh ta đã từng đánh mất rất nhiều tiền chỉ vì sự đầu tư sai lầm và cả cảm xúc quá mạnh mẽ. Những lần thất bại không chỉ khiến anh ta mất tiền mà còn gây ra những căng thẳng trong cuộc sống. Nhưng Thánh Xèng không bao giờ từ bỏ. Anh ta tiếp tục học hỏi và nghiên cứu về xèng, và từ đó anh ta đã tìm ra những chiến lược mới để tăng cơ hội thắng lớn. Cuối cùng, sự nỗ lực và tinh thần quyết tâm của Thánh Xèng đã được đền đáp. Anh ta đã giành được rất nhiều chiến thắng trên các máy xèng tại Việt Nam và trở thành một trong những tay chơi xèng giàu có nhất trong lịch sử xèng nước nhà. Từ câu chuyện của Thánh Xèng, những kinh nghiệm của anh ta sẽ giúp bạn trở thành một tay chơi xèng thành công và giành được những chiến thắng lớn. Hãy luôn tìm hiểu và nghiên cứu kỹ càng trước khi đặt và khi đặt cược và đánh giá xèng. Những yếu tố quan trọng cần được cân nhắc kỹ lưỡng để tăng khả năng chiến thắng. Đầu tiên, bạn cần xác định ngân sách của mình và đặt giới hạn chi tiêu để tránh mất kiểm soát và rơi vào tình trạng nợ nần. Tiếp theo, bạn nên tìm hiểu về tính toán xác suất và biết cách đọc bảng thanh toán để tối ưu hóa cơ hội. Ngoài ra, bạn cũng cần nắm vững các luật chơi và quy tắc của trò chơi xèng mà bạn đang tham gia. Không nên quên rằng đánh xèng là một trò chơi may rủi, do đó, bạn cần giữ một tinh thần thư giãn và không bị áp lực khi thua. Hãy xem đó như là một trải nghiệm giải trí và thưởng thức mỗi lần chơi. Nếu bạn muốn nâng cao kỹ năng của mình trong việc đặt cược và chơi xèng, hãy tìm kiếm các tài liệu học tập, tài liệu tham khảo và trang web. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm các nhóm cộng đồng trên mạng xã hội hoặc tham gia các cuộc thi xèng để tăng cường kỹ năng và tìm hiểu thêm về trò chơi. Lưu ý, đây là loại máy nhằm mục đích giải trí. Bạn không nên sử dụng vào mục đích khác để kiếm lợi về tiền bạc. Hãy tận hưởng những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Cuối cùng, hãy nhớ rằng trò chơi xèng là một hình thức giải trí. Vì vậy hãy chơi với trách nhiệm và tận hưởng mỗi giây phút của trò chơi.
Thế chà.破关啊！